Rồi, tiếp tục lên hàng phát nữa nha. Dạo này phát này có cá tiếp nha mọi người. Này làm 3 phát đều có cá đặc quá đã. Phát này con này. Khui nha, lồi chớp rồi đó. Con diễm đây. Đó, con gì? Có con gì nhảy mà. Hả? Con cá mẹ một xíu rồi, bắt mẹ đè. Cá bự. Con cá mẹ cá lệnh, cá lệnh mà. Cá mẹ xíu. Cá cáp. Cá gì á? Cá gì? Rồi thả luôn mọi người. Không biết con cái gì mà nhảy xíu à. Rồi liệu như được con cá mè nhỏ nữa kìa. Còn con cá mè nhỏ mọi người. Bỏ nó luôn rồi. Rồi mình tiếp tục nha.